Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Cao Bằng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao kinh tế tập thể, trong đó tập trung phát triển các hợp tác xã nông nghiệp. Tại hội nghị, các đại biểu đến từ 15 tỉnh, thành phố, khu vực Trung Du miền núi phía Bắc đã thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém trong công tác chỉ đạo điều hành các hợp tác xã nông nghiệp hiện nay để tìm ra giải pháp, ghi nhận của phóng viên VTC16. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hết năm 2018, toàn vùng Trung Du miền núi phía Bắc có 3.371 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm 24,15% tổng số hợp tác xã nông nghiệp trong cả nước. Số lượng hợp tác xã nông nghiệp đăng ký mới một năm trung bình đạt 30 hợp tác xã một tỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ hợp tác xã hoạt động tốt khá, chỉ đạt 31,19%, thấp hơn bình quân cả nước. Tỷ lệ hợp tác xã trung bình yếu kém còn rất cao. Rất ít hợp tác xã có thương hiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Miền núi phía Bắc nói riêng thì nó có cái sự phân nhóm rất là nhiều giữa các tỉnh. Có những tỉnh mà hiện nay hợp tác xã phát triển rất là mạnh trong cái nhóm này, như là Sơn La, như là Quảng Ninh, như là Hà Giang, như là Yên Bái hay là Bắc Giang. Tuy nhiên, ở trong miền núi phía Bắc thì còn một số cái tỉnh do những cái điều kiện khó khăn khác nhau, đặc thù khác nhau như là Cao Bằng, Lai Châu hay là Điện Biên. Thì các cái hợp tác xã thì phát triển còn có những cái hạn chế nhiều hơn. Đơn cử như tỉnh Cao Bằng, hiện tại có 70 hợp tác xã nông nghiệp. Tuy nhiên, trên 30 hợp tác xã của địa phương này lại đang hoạt động không hiệu quả. Thậm chí hợp tác xã kiểu mới còn chưa xây dựng được chuỗi giá trị. Các hợp tác xã thì hầu như hỗ trợ được cho bà con làm. Nhưng cái vấn đề đầu ra kết nối thị trường thì nó còn chưa được nhiều. Hiện nay thì chính phủ cũng có rất là nhiều các cái chính sách để mà hỗ trợ cho các cái hợp tác xã hoạt động. Tuy nhiên thì để mà tiếp cận với các cái nguồn vốn đó thì thực sự là vô cùng khó khăn. Các cái đòi hỏi về các cái thủ tục pháp lý đối với lại các cái khoản vay rồi là các cái chương trình ấy thì là đòi hỏi vượt quá cái khả năng của hợp tác xã. Thì thực sự là nhiều hợp tác xã nói chung và cũng như bản thân hợp tác xã Ba Sạch Hưng Đạo Cao Bằng nói riêng là cũng chưa đáp ứng được. Để giải quyết các vấn đề tồn tại, hạn chế trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra 6 nhóm giải pháp, trong đó có hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa ngành nghề, sản phẩm. Đồng thời đẩy mạnh phát triển liên hiệp hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, kiểm tra giám sát, kiểm toán các hợp tác xã đảm bảo minh bạch trong hoạt động.